Xin giới thiệu tới quý vị bộ tranh ba chữ Phúc Lộc Thọ, kích thước là 55 gỗ hương đá, dày 4 phân, đục sâu 2 phân rưỡi. Cái này của một khách hàng đã đặt chúng tôi, là chất liệu là hương đá, chúng tôi đã làm rất tỉ mỉ, dày dặn chắc chắn và đục rất nổi, gỗ rất dày này, quý vị thấy không? Gỗ cực kỳ dày luôn. À, chữ là chữ nho và treo đứng. Trước đây thì chúng tôi làm rất nhiều loại treo nó chéo. Đây ví dụ cái loại này là nó chỉ có vuông 40 thôi và treo chéo, quý vị ạ. Vuông 40 treo chéo này. Đó. Đây nó bé hơn hẳn luôn, quý vị thấy không ạ? Bé hơn rất nhiều luôn. Bé hơn rất nhiều luôn. Siêu khủng, siêu dày dặn này, quý vị có thấy không? Siêu khủng, siêu dày dặn. Thì quý khách có nhu cầu chơi những bộ chữ VIP như này thì liên hệ với chúng tôi. Số điện thoại 0975 940 966. Xin trân trọng cảm ơn.